Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, nhưng sau một tháng thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, vẫn còn rất nhiều người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Biên Hòa. Theo thống kê, một tháng qua, Công an thành phố Biên Hòa đã lập biên bản xử phạt gần 8.000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, với tổng số tiền phạt lên tới gần 10 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó có trên 5.500 trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Quy định tại Nghị định số 117, Nghị định Chính phủ rất rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn có rất nhiều lý do để biện minh cho việc ra khỏi nhà của mình. Em muốn đi ra em tìm hiểu tình hình thôi, bởi vì nhiều cái trong nhà em không biết rõ được là có đi được hay không, nên là em phải ra em xem là nếu mà đi rồi quê được thì là em đi được quê. Thế em ở trong này, em ở trong nhà hơn 20 ngày này rồi. Em là doanh nghiệp tư nhân thì em đi lên cái công ty đối tác thì em lấy cái mẫu về giao cái mẫu, tại vì làm cái mẫu xong rồi mấy tháng sau mới có đơn hàng để làm. Thì em không có, tại vì em đi ngang qua thì em có cái quốc lộ 1 thì cũng có cái chốt như vậy, thì em trình giấy, cái giấy âm tính thì họ cho đi. Em cứ nghĩ là cái giấy âm tính là cái được phép đi qua cái chốt đó. Theo Công an thành phố Biên Hòa, cùng với 20 tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch do Công an tỉnh thành lập, giao cho Công an thành phố Biên Hòa quản lý điều hành. Trong số các địa phương ra quân xử lý vi phạm về phòng dịch trong đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì phường Trảng Dài là địa phương có nhiều trường hợp bị xử lý nhất với 613 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng phát hiện hàng trăm trường hợp như phường Tân Hiệp, Tam Phước, Long Bình, Tam Hiệp, Hồ Nai, v.v. Qua kết quả thống kê cho thấy, ngoài hành vi ra đường không có lý do chính đáng, các trường hợp vi phạm được ghi nhận nhiều là vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, với hơn 1,4 ngàn trường hợp, không đeo khẩu trang hơn 450 trường hợp. Trong quá trình xử lý vi phạm phòng dịch, thì tôi thấy là còn một số bộ phận người dân là còn đông, là tham gia có rất nhiều lý do bao biện vẫn cố tình ra ngoài đường. Nhưng mà sau khi xác minh thì tổ công tác nếu trường hợp nào mà cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý. Ngoài ra thì cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền cho người dân về cái phòng chống dịch bệnh. Theo nhận định của ngành y tế, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người dân hãy chung tay cùng với chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãy ở yên tại chỗ, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, cấp bách.